Yo, hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng các bạn quay trở lại với Tướng Mark Channel. Thì hôm nay video này mình sẽ nói về con Ayato nhé. Coi như là video phân tích trước đâu, không phải phân tích đâu. Đi video gọi là top 3 đi. Top 3 cái dạng đội hình chơi mà coi như là chơi ngon lành cho Ayato nhất. Bỏ qua vấn đề chuyện là Ayato chơi ngon hay dở nhé. Mình sẽ không phân tích chuyện đó đâu. Mình có làm video rồi về tiếng Anh, nhưng mà thôi mình không phân tích tại vì nó không có giá trị gì. Cái này dành cho những ai muốn chơi Ayato hoặc là muốn biết về Ayato. Ba kiểu chơi của nó, ba cái dạng team. Rồi, let's go. Đây thì cái con Ayato này nó chơi làm sao, chơi nó chỉ có ba kiểu thôi. Kiểu thứ nhất là đi với đội hình gọi là bốc hơi, đi với hỏa. Mà con Ayato là một con gọi là on field, nó đứng trên sân nó đánh. Thì nếu mà nó đi đánh bốc hơi á, đi với hỏa thì phải đi với con hỏa nào mà nó up field á. Thì hỏa up field trong game này có ai đâu, con mình con Sangling à. Còn như mấy con như là Deluxe, Klee, Danh Phi, mấy con đứng trên sân thì đâu có kết hợp được. Hai thằng cùng đứng thì ai đâu mà sao mà chơi. Thì cuối cùng thì con nếu mà đi với team hỏa đánh team bốc hơi thì con da Ayato sẽ chơi giống như con Chao, hoặc là giống Shinju, hoặc là giống như là con Barbara hoặc là Kokomi. Tức là nó đi cặp với đội hình gọi là đội hình Sangling, Sang Kazuha nè, rồi Ayato Sangling, Hubernet hay gì đó. Rồi vậy là đánh xong. Đấy, đánh kiểu này thôi. Anh em cứ tưởng tượng con Chao là con Ayato vậy thôi, là nó y chang. Có điều nó khác về chỗ là tại vì nó khác cái chiêu thức. Cái con Ayato thì nó sẹt sẹt, thì con này lai vào chém. Nhưng mà mình không có, nhưng mà có một cái điều mình cần lưu ý là gì không, là cái ICD á. Tại ICD á, tức là cái giãn cách gây phản ứng giữa những cái lần phản ứng thì mỗi nhân vật mỗi khác. Cái ICD của con Chao thì khá là tốt, nói chung là nó đánh nó lầy phản ứng tốt. Còn không biết cái con là con Ayato nó có ICD có dài hay là ngắn thôi. Nó càng ngắn càng ngon. Mình có thể dùng bật cái Uy Sangling lên rồi sau đó lấy cái Ayato bật E chém hoặc thả Uy. Đó là cái dạng gọi là đánh team bốc hơi. Đánh căng không? Đó là mình chọn đây, mình đang dùng ở cái mình đang đánh ở tầng cái là hàng 12 kỳ này á, đánh cái tầng con sói. Thường thấy mình rất là thích vô sói để đánh mà test cái khả năng thực chiến của cái team, tại vì sói là cái gọi là cái tầng khó chịu lắm. Nó không phải chuyện sát thương của mình nữa mà sói nó cứ né né né. Thì mình đánh sói ngon là tức là mình sẽ đánh mấy tầng khác ngon vậy thôi. Mấy cái tầng này gọi là thủ vệ, mấy con khác đứng im nó dễ đánh lắm, sói nó chạy chạy khó. Rồi bây giờ cái lối thứ hai là lối gì ta chơi con Ayato đâu, đi với team gọi là đóng băng. Đóng băng thì đội hình đóng băng ngon nhất là hiện tại là có tụi con Kanju. Thì lúc đầu mình nghĩ là cái quy của Kanju khá là rộng, quy Kanju là một trong những quy cái kêu để chơi đóng băng rất là ngon. Trước giờ mình hay dùng với lại Mona hoặc là đánh cặp với lại con Kokomi. Nếu anh em không thích xài Mona thì xài Kokomi, thì đội hình đó đóng băng rất là ghê. Trong cái video vừa bữa cô Mi mình cũng có show thử đồ đóng băng khủng khiếp lắm. Nhưng mà riêng cái trường hợp nếu mà mình chơi đóng băng mà với con Ganju thì có lẽ là con Ayato vô nó hơi thừa nha. Bởi vì con Ganju lúc tuy nó thả quy nhưng mà vẫn đứng sân đánh bắn khá nhiều, mà ông Ayato vô đứng sân đánh nữa thì thôi, nó hơi tranh giành cái thời gian, nó không có hợp lý. Cái nữa là bản thân cái skill, cái sát thương của tụi Ganju nó đã đủ rồi. Nếu Ganju là với lại thầm với con Kazuha hoặc là con Venti gì đó là nó đủ rồi. Nó giết chết quá hết rồi, xong rồi. Không cần tới con Ayato. Bỏ Ayato vô thì nó thừa. Nói tiếp là cái sự đóng góp của Ayato nó không có quá nhiều cho con Ganju nữa. Con Ayato đâu có búp được gì cho team này đâu. Nếu như mình đi gọi là đi team đóng băng mà dùng những con nước kiểu như là Mona hoặc là Kokomi á, thì con Mona thì nó có cái hiệu ứng tinh dị đúng không? Tinh dị nó búp 60% sát thương á, nó làm cho quái nhận thêm 60% sát thương phải nhận. Còn Kokomi thì nó có thể heal rồi. Còn con Ayato vô đâu có giúp gì được gì cho team này. Nó chỉ có gọi là cái quy của nó thôi. Cái quy của nó búp được 18% tấn công. Tấn công thường, 18% sát thương của tấn công thường. Nhưng nó đâu có lợi ích gì trong cái team đóng băng, gần như không có cần cái dòng đó. Chỉ nói về khả năng đóng góp và cái sự hữu ích cho của Ayato là không có hữu ích gì cả. Nếu ai đó bỏ vào là tại vì nó thích Ayato quá, kiếm cái cớ để xài thôi, nhưng mà nó không phải là kiểu xài tối ưu trong dòng team băng này, dòng mà đi với Ganju rồi đó.
cái con Mona thì nó có cái tinh dị 60%, nó đợi không có lên ngoài nước rồi còn cái đó nữa. Còn cô Mi có heo, cái ông kia có cái gì đâu, cái búp 18% sát thương tới công thường, không ai cần. Thật ra cái còn nếu mà nó dùng cái quy để mà nó chồng với lại cái quy của con anh du cũng được, nhưng mà bản thân cái con cái gọi là cái năng lượng để xài cái quy của Ayato tới 80 nữa, sạc hơi là bị phê nữa. Mấy ông này thì cầm được sách điện lòng cũng hỗ trợ được nhiều kiểu rồi. Nhưng mà nếu mà mình chơi kiểu mình team hồi xưa á, mấy cái team nè giống như là mà nếu mà chơi đóng băng cho Ayato thì có lẽ là chơi mấy team rẻ tiền thôi, chơi mấy team gọi là 4 sao thì đi. Nếu mà mình xác định là con Ayato là một con đứng xanh hệ thủy thì nếu mà đi đóng băng với những con băng thì những con băng đó phải là upfield ha. Ayato nó onfield thì mấy con này phải upfield. Cái này thì thiết thực có thể mình có thể là kiếm được trong cái game này thông qua đó là con Kaya với con Rosaria. Đây là dạng đội hình trước đây mình cũng rất là hay xài, Kaya Chayo cũng được, Shinchu cũng được. Bây giờ thì mình dùng con Chayo, con Ayato. Ayato quýnh vô team này sẽ ngon, mình nghĩ Ayato đi team này rất là ngon. Đây là lao hàng mới đầu hàng nha, chứ không phải là hồi xưa đâu đó. Cũng khó chịu lắm á, nhưng mà tiếp team băng cũng đùng đùng. Thì anh em cứ tưởng tượng con Shinchu là cái con Ayato đi. Cái quy nó lưng phiên nha, chắc kịp đóng băng cứng. Không, đây có thể nói là team mấy mốt gọi là team gì ta, team Ayato quốc dân, tại vì mấy con này dễ kiếm. Nếu kia ra đi, không cần công mình, nói chung là có công mình 6 thì tốt nha. Mà nếu không có tới công mình 6 vẫn chơi được, cứ chơi Kaya rồi xa ra. Rồi xa ra, ảnh dạng đóng băng, bây giờ nó cũng đang meta mà, thì nó đang mạnh. Cầm đánh sói mà đánh nhanh thấy ok rồi. Cái 12 kỳ này là anh chị mình thấy cái tầng này hơi khó chịu thôi, mấy tầng kia thì dễ. Quýnh con sói cứng ngắt nữa không? Cái nước của con Ayato, mình nghĩ cái nước Ayato nó cứng hơn là cái nước của con Shinchu nữa. Shinchu phải đánh gái nó mới xẹt xuống, còn Ayato nó cứ xẹt nhanh. Và dĩ nhiên nó sẽ có cái là cái thời gian họ cooldown với nó. Cái thời gian tồn tại của E có 6 giây thì mình phải canh lưng chuyển giữa E với Wii. À, chưa kể cái tốc đánh nha. Bây giờ là mình nói bây giờ là tới cái team gọi là team điện dẫn, team đi với team lôi á. Thì bây giờ mình thay thế cái vị trí của hai con băng bằng hai con lôi á. Thì nó có nhiều kiểu, nên có thể bỏ bên net thay vô vị trí của Fischl hoặc là Bidu, có thể dùng một con lôi hoặc hai con lôi. Trường hợp này mình dùng tới hai con lôi là Bidu và Fischl. Thì sao lại dùng Fischl với Bidu? Cái Fischl của mình sao Fischl là nó có cái gọi là nó nhân vật nó búp cho nhân vật nào càng đánh nhanh thì cái trigger con quả nó sẽ bắn càng nhiều. Thì con Ayato nó chém rất là nhanh thì nó rất kết hợp rất là tốt với cung bình 6 của Fischl. Ngoài ra cái QI kỹ năng nộ của Bidu cũng vậy, Bidu nó cũng vậy, nó phải đi nó sẽ hỗ trợ tốt cho những con đánh thường nhanh, đánh thường càng nhiều thì cái QI của Bidu càng sạc nhanh, bỏ hàng lo vô đánh quá đã. Cái kiểu cho ba kiểu chơi của ba cái dạng đội hình vậy là rất là ngon cho con Ayato bốc hơi, đóng băng và điên dẫn đi với team lôi, gọi là tiếng Anh gọi là taser team. Rồi anh em có thể chơi một trong ba kiểu đó. Có thể nói là cái con bây giờ nếu mà nói là mạnh hay yếu thì mình cố gắng lảng tránh cái vấn đề đó về chuyện mà Ayato mạnh hay yếu. Thực ra nếu mà nhìn kỹ thì anh cũng thấy rồi, cái chuyện mà Ayato làm thì tụi Shinchu, tụi Chayo làm được hết, mình chỉ làm tốt nữa. Nhưng mà vấn đề ở chỗ là mình muốn chơi Ayato, mình chơi Ayato bởi vì cái động tác rút kiếm của nó quá phê pha. Mình muốn cầm con Ayato chứ mình không muốn cầm con Chayo, mình không thích cầm Chayo, không thích cầm Shinchu. Đó là vấn đề của hiện tại, cứ không phải là cứ mạnh khủng là chơi đâu, nó chơi vì cái sở thích nữa. Thì cái video này chỉ phục vụ cho, video này chủ yếu là để những cái bạn nào thích cái Ayato, lấy Ayato về chơi thì có cái team sắp đàng hoàng, những cái team mạnh để mà linh hoạt rồi. Hoặc là ai không có lấy nhưng mà cũng có cái tham khảo nha. Đôi khi không có phải là chuyện cái team nào tốt nhất đâu, có những cái lúc mình cứ xài một cái, mình xài cái team nào mà mình trong những tình huống khác nhau thì mình xài những cái team khác nhau, chứ không phải lúc nào mình cũng xài team gọi là team mạnh nhất.
Thì hôm qua mình stream có một bạn hỏi mình về chuyện lôi thần tim kiểu này nè. Lôi thần là lôi thần bây giờ là nên chơi kiểu tiệm on in sát thương kiểu này, do dùng Sarah Bennett búp tối đa sát thương cho lôi thần, hay là chơi lôi thần vế xanh phân dân quá không biết tim nào. Thực ra phân dân nó hết sức tầm bậy và vô duyên. Vì sao? Bởi vì anh em sẽ chơi nhiều tim luôn, tim đây là tim lôi thần đánh chính rồi nha, hàng này hỗ trợ. Anh em sẽ chơi tim này và thậm chí cả nation nữa, tùy vào tình huống. Tức là có những lúc mình đi đánh boss tha gì đó cần dồn sát thương thì cái tim này nó tốt hơn, hoặc đôi khi mình muốn con lôi thần nó thể hiện nhiều hơn, mình thích cầm lôi thần nhiều hơn thì mình chơi tim này đó. Hoặc là đôi khi mình đánh những cái tầng mà gọi là quái đông hay gì đó mà cảm giác tin tưởng với tim nation thì mình dùng nation. Và bản thân mình chơi lôi thần mình dùng cả tim này luôn, lúc thì xài tim này, lúc thì là tim kia, dựa trên cái môi trường và cái mục đích sử dụng, và đôi khi vì cái sở thích nữa. Không có chuyện cái tim tốt nhất cứ cắm đầu xài tim tốt hoài, thì mình ứng dụng vô cái chuyện Ayato cũng vậy. Ayato mình giới thiệu ba tim, bốc hơi, tim đóng băng và tim điện dẫn. Vậy tim nào là tim tốt nhất? Nói luôn là ba tim vừa rồi đều là tốt nhất hết, thì anh em coi tình huống nào mình xài tim nào đó, mình trong những tình huống khác nhau thì mình xài tim khác nhau. Hoặc đôi khi mình xài vì thích nữa, anh em thích đánh điện dẫn lâu lâu đánh điện giật cái lạ lạ, hoặc là lâu lâu đánh đóng băng quái đứng chơi, hoặc là đánh tan chảy nhìn cho nổ đam to, là ba tim đó mình xài hết nha. Không có chuyện là tim tốt nhất là xài hai tim kia bỏ, không có. Lôi thần vậy, không những mình xài lôi thần gì mà còn lấy lôi thần đi búp cho cả con Ayato kiểu này nữa. Thì Ayato này rất là cần nguy, đôi khi mình chơi lôi thần gì luôn. Không có nghĩa là ba tim này tim nào tim ngon nhất cho lôi thần, đây là ba cái tim đều xài đều ngon. Cái mình nhìn thấy ở những cái bạn, không biết là có thể là do cái mindset này nó không có nhìn cái sự chuyện nó rõ ràng, cứ tìm một cái tim tốt nhất, tìm một cái tim tốt nhất. Mình có nhiều sự lựa chọn, mình đâu cần phải bó buộc mình như vậy. Ok, đó là nói nhiều quá lạc đề, trở lại vấn đề Ayato. Rồi, đó là hôm nay mình, thật ra hôm nay mình định làm một cái video gọi là phân tích, phân tích. Thực ra lúc đầu của cái video này là đây là một video phân tích, phân tích về cái vai trò của Ayato trước khi ra mắt. Nhưng bây giờ mình đã bẻ cua nó thành video gọi là top 3 đội hình cho Ayato nhé. Mình cũng đã bỏ phần vocal để mình thu lại cái phần nói này. Bản gốc của nó là bản có âm thanh, giờ mình tắt cái âm thanh này đi. Ok, rồi video cái đây kết thúc. Đó là video mình sẽ nói, đó là video mình đã nói về Ayato. Chắc nhìn em sẽ mong đợi mình nói về chuyện này, tại vì chỉ còn có mấy ngày nữa ra thôi. Cuối cùng video dừng lại nha, được kết thúc tại đây. Chúc anh em gọi là sẽ may mắn trong cái kỳ gacha sắp tới. Ok, xin chào và hẹn gặp lại.